Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái tính năng mới trên phần mềm kế toán Smart Pro phiên bản 2022. Thì cái tính năng này cho mình hỗ trợ mình bổ sung file XML từ hóa đơn điện tử theo thông tư 78 của tất cả nhà cung cấp, bao gồm cả đầu vào và đầu ra. Rồi, thì các cái bước tiến hành mình sẽ làm như sau. Đầu tiên mình sẽ tạo một cái thư mục chứa hóa đơn điện tử của công ty đó. Giống như trong trường hợp này mình tạo một thư mục là hóa đơn XML của công ty năng động và kèm theo là mã số thuế. Thì tất cả khi mà mình tạo xong á thì mình sẽ copy tất cả các hóa đơn đầu vào và đầu ra của công ty đó vào một thư mục giống như vậy chẳng hạn. Rồi mình sẽ bỏ hết vào. Tiếp theo mình sẽ để ý trong phần nhập phát sinh, phần khai báo thông tin, chọn phần cài đặt thông số. Mình sẽ khai báo đúng cái mã số thuế mình cần cần bổ sung vào thì phần mềm sẽ dò theo cái mã số thuế này. Nếu mà không đúng mã số thuế này thì phần mềm sẽ không cho import vào. Và nếu phần mềm dò theo mã số thuế này được là bên chỗ người bán thì phần mềm sẽ mặc định nó sẽ là chứng từ đầu ra. Còn nếu mà là người mua hàng á thì phần mềm sẽ mặc định là đầu vào để phân biệt hóa đơn đầu vào và đầu ra cho mình. Rồi, khi mà tiến hành khai báo xong thì các bước tiến hành làm trên phần mềm cũng rất là đơn giản. Đầu tiên mình sẽ vào mục 1 nhập phát sinh. Mình chọn mục số 14 nhập file XML hóa đơn điện tử. Thì trong cái file này mình sẽ tiến hành nhấn tạo database. Sau khi tạo database xong thì phần mềm sẽ nhấn hoan hô đã tạo xong XML này. Thì data nào mình có là thì mình sẽ tạo trên cơ sở phần mềm. Tiếp theo mình sẽ mở mục 14 nhập và quản lý file, mình sẽ chọn tiến hành chọn là update database. Rồi, xong mình sẽ vào lại một lần nữa. Bây giờ mình sẽ tiến hành import. Thì cách import thì mình sẽ chọn là import từ thư mục XML. Mình có thể import từng file nhưng mà mình tạo thư mục cho nó đơn giản. Rồi, xong mình chọn toàn bộ hóa đơn của công ty đó. Ví dụ trong trường hợp này mình đang để là gồm có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 hóa đơn đầu ra và một hóa đơn đầu vào. Thì khi mình import vào thì phần mềm sẽ tự động phân loại cho mình theo đầu vào và đầu ra luôn. Nhấn OK. Phần mềm import 10 file. Thì ví dụ bây giờ mình sẽ chọn hóa đơn chữ A là mình có thể xem database là xem toàn bộ chứng từ nha. Đây, có đầu vào, đầu ra. Rồi, đây, hóa đơn, các thông tin liên quan đến mã số thuế, số tiền, hóa đơn bao nhiêu ngày, hóa đơn các thứ thì phần mềm sẽ tự động lấy hết cho mình. Rồi, nói chung là trên file hóa đơn điện tử có những thông tin gì thì phần mềm sẽ hỗ trợ mình sẽ bóc những thông tin đó vào, bao gồm cả mã số thuế sẽ là bằng mã khách hàng luôn chẳng hạn để sau này mình bổ sung. Rồi, bây giờ sẽ có một số cái thao tác để mình có thể chỉnh sửa file này trước. Ví dụ mình đang lọc đầu ra đây. Rồi, mình nhấn xem database. Thì sau khi mà mình chọn này xong thì mình có thể chọn chế độ là Control A để chọn nguyên cái bản này để mình cập nhật một cái giá trị của cái bản. Nếu mình muốn mặc định tài khoản nợ đi thì sau này mình đỡ đánh lại thì mình chọn là cập nhật giá trị của một cột này. Ví dụ mình có thể đánh là 111 chẳng hạn, mình nhấn Control A xong mình để chuột tại cột đó mình đánh nha. Rồi tương tự đây. Rồi 5111 hoặc là mình có thể đánh theo dòng đánh dấu cũng được. Rồi. Khi xong mình chọn xong những cái thư mục này. Trường hợp mà mình bổ sung file mà mình muốn xóa một số file á, thì dưới này nó cũng sẽ có hỗ trợ công cụ cho mình nha. Rồi, sau khi mình chọn những cái này xong mình nhấn F12 để lưu lại. Sau khi lưu xong thì mình nhấn Ctrl A, mình vẫn chọn hết bảng này. Xong mình bên này mình có thể là bổ sung vào. Đây mình có thể bổ sung dòng đánh dấu. Rồi, đây là mình đang đầu để ra đầu ra thì mình để là HDBR chẳng hạn. Rồi, OK. Thì phần mềm sẽ đẩy chín file này. Bây giờ xong đầu vào rồi đúng không? Mình chọn V là vào, R là đầu ra, A là tất cả các chứng từ. Rồi mình chọn OK. Xem database. Rồi bây giờ có ít thì mình có thể đánh trực tiếp cũng được. Ví dụ tài khoản nợ là 6427, tài khoản có là 111 chẳng hạn. Nhiều thì mình có thể dùng cái công cụ khác bên này để mình cập nhật nha. Xong mình nhấn F12. Rồi xong là mình tiến hành là bổ sung vào sổ chứng từ gốc thôi. Ví dụ cái này là phiếu chi, mình chọn phân loại, mình có thể lọc ra chứng từ trước để mình lọc cho dễ. Phần mềm đã các cái danh mục tài khoản nợ, tài khoản có để cho mình dùng để lọc trước đây, mình bổ sung vào một lần cho nó dễ. Rồi, tiếp theo khi mà mình nhấn bổ sung vào đó thì tất cả chứng từ á, thì mình sẽ vào trong sổ chứng từ gốc này, mình sẽ kiểm tra lại. Rồi, thì đây hóa đơn đầu vào đầu ra. Rồi, phiếu thu, phiếu chi, số tiền bao nhiêu, số lượng đơn giá thì phần mềm sẽ tự động lọc. Mã khách hàng cũng giống như liên quan công nợ, phần mềm sẽ gán mặc định là lấy mã khách hàng bằng mã số thuế trong trường hợp không có. Còn trong trường hợp mà mã khách hàng mình đã có trong sổ trong danh mục đối tượng rồi, phần mềm sẽ dò tìm và lấy theo cái mã
và mình có sẵn, còn chưa có mới hoàn toàn thì cái những đối tượng mới phần mềm sẽ lấy mặc định bằng mã số thuế luôn. Cách quản lý bằng mã số thuế nó cũng hỗ trợ cho mình đơn giản, thì sau này mình tạo mã mình cứ áp dụng theo mã số thuế là nó đồng nhất đơn vị rồi đó. Thì như vậy là mình đã bổ sung vào mà mình không không cần tiến hành các thao tác liên quan này. Đó, mình đã bổ sung vào, nó có số lượng đơn giá hoặc là đơn vị tính thì phần mềm cũng sẽ tự động bổ sung vào rồi đó. Thì tất cả các thư mục quản lý file XML nó sẽ nằm ở trong này hết. Rồi trong trường hợp đầu vào hoặc đầu ra mình muốn chọn cái chế độ xem nào mình chọn. Thì khi mà mình chọn xong rồi á thì mình sẽ chọn cái chế độ dưới này, thì mình có thể ví dụ chọn một cái hóa đơn này. Rồi. Rồi mình nhấn F10 chế độ sửa. Ví dụ mình muốn xóa một cái hóa đơn trên cái file quản lý này đi, ví dụ hóa đơn này, thì mình nhấn F10 bật chế độ sửa, xong mình nhấn dấu trừ dưới này, xong nhấn F12 lưu lại thì phần mềm sẽ lưu lại cái file mới cho mình. Rồi. Đó, thì trong cái file này cũng có thư mục export file, ví dụ như sau này cơ quan thuế bảo là mình gửi một cái file tất cả hóa đơn của mình, nhưng mà cái thư mục gốc của mình đã lưu lên data, nhiều khi mình để xóa thì mình có thể chọn export file này, thì tất cả các file hóa đơn đầu vào đầu ra phần mềm sẽ tự động kết xuất ra cho mình. Thì cái tính năng này là tính năng hỗ trợ mình nhập liệu rất là nhiều trên cái phiên bản 2022 này, thì nếu mà mình có nhu cầu thì mình liên hệ phòng kỹ thuật hoặc bộ phận kinh doanh để nâng cấp phần mềm lên. Rồi, em cảm ơn mọi người đã quan tâm ạ.